Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Đó. Và cửa hàng chúng em có nhận ship code toàn quốc. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích hiệu Estin 020 các bác nhé. Hàng chuẩn Made in Germany này, tình trạng máy móc thì nguyên zin nguyên bản. Đó, chưa bung chạm máy móc gì cả. Con này là hệ Estin 020 nòng 40mm các bác nhá. Nòng 40mm, lam của nó là lam 40 phân, mặt cắt được 35 phân. Đó, thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Còn zin nguyên bản các bác nhá. Đó. Con này tích hợp của nó là một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Tăng chỉnh xích nhanh thì cạnh phần ốc lam luôn, trực tiếp ở trên phần ốc lam. Con này tích hợp của nó là nòng nằm. Đó, nòng nằm là sao ạ? Nhiều các bác lại không hiểu nòng nằm như thế nào. Nòng nằm là hệ nòng của nó sẽ nằm ngang như thế này. Đó, còn trên thị trường bây giờ hiện tại nó còn sẽ có rất là nhiều hệ, nhưng mà thông dụng nhất là hệ nòng nằm và nòng đứng. Nòng đứng là thường thường là máy nó sẽ nằm ở bên nòng, phần nòng của máy nó sẽ nằm ở bên trên này các bác nhá. Nhưng mà con này thì là nòng nằm. Nòng nằm công dụng của nó như thế nào và nó sẽ như thế nào, về nòng đứng nó sẽ như thế nào thì hôm nay thì em giải thích luôn các bác nhá. Nòng đứng là vòng tua của nó thì sẽ khỏe hơn con nòng nằm. Đó, nòng đứng là sẽ khỏe hơn con nòng nằm, nhưng mà nhược điểm của nó là sẽ dễ hỏng hóc hơn con nòng nằm các bác nhá. Đó, còn con nòng nằm thì vòng tua của nó thì có yếu hơn con nòng đứng, nhưng mà máy móc thì đảm bảo cho các bác là sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều. Đấy, thì các bác nào cân nhắc thì nếu mà các bác ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929 để tư vấn thêm các bác nhá. Đó, để tránh để đỡ mất thời gian của các bác. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên này, con này là hàng cực kỳ chất rồi. Cái Estin 020 của nó là lốc nhôm luôn các bác nhá. Đó. Bình xăng đây là phần nắp đổ xăng pha nhớt, còn đây là nắp đổ nhớt thải để bôi trơn lam xích. Quay bên trong cho các bác xem qua. Tất cả em đã kiểm tra cũng như là dọn nổ ngon lành hết rồi các bác nhá. Chế chuẩn zin của nó này, dập Estin ở bên trên thành chế này các bác nhìn ạ. Đấy. Tình trạng máy móc thì nguyên zin nguyên bản các bác nhé, nòng hơi còn cứng cáp nguyên. Đó. Cực kỳ chắc các bác nhá. Cực kỳ chắc luôn. Hệ này là nòng 40mm. Cho các bác nào mà muốn nhu cầu mà sử dụng gia đình cũng như cắt tỉa vườn mà xài muốn công suất khỏe khỏe một tí xíu đấy ạ. Hoặc là khai thác nhẹ nhàng. Hệ Estin thì có lẽ là các bác không còn xa lạ gì nữa rồi, về độ bền bỉ cũng như là máy móc thì cũng rất là đảm bảo các bác nhá. Bởi vì hãng này thì em nghĩ là chắc có lẽ là cũng khó có thể có hãng nào có thể qua được hãng này nữa rồi. Đấy, hôm nay mà dòng này là dòng chuẩn, hàng bãi Đức, hàng sản xuất tại Đức. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em có một khúc gỗ nằm ở kia nhá. Thì cửa hàng chúng em tí nó sẽ test nổ con này để cắt thử một khúc gỗ ở đấy cho các bác tham khảo xem là con này nó tốc độ nó như thế nào các bác nhé. Để cho các bác nào mà đang trong nhu cầu muốn mua con này thì liên hệ xem, cũng như là tham khảo em cắt thử xem có ưng ý cho gia đình mình không, để lựa chọn một cách hợp lý nhất các bác nhé. Vâng, thì để giờ thì em sẽ test nổ luôn. Máy móc cũng như là tình trạng máy thì em đã kiểm tra cũng như dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Thì các bác nào mà nhu cầu muốn sử dụng con này thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392999 để đặt hàng các bác nhé. Các bác mua ủng hộ giúp em, cũng như là các bác có nhu cầu thì liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác một video sau. Các bác bấm video cũng như đăng ký kênh, cũng như là bật chuông thông báo để cho cửa hàng chúng em khi có lên video nào mới nhất về hệ máy cưa
thì sẽ có thông báo cho các bác để cho các bác vào xem có ưng ý những dòng hệ máy cưa nào của cửa hàng bên em không các bác nhé. Rồi em chào các bác.